Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của những sóng lạnh nhỏ từ phương Bắc cộng thêm với trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao, nên từ hôm nay miền Bắc chuyển sang trạng thái ít mây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến ít mưa, ban ngày trời còn nắng sớm và cường độ sẽ tăng mạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, độ ẩm trong không khí về trưa và chiều sẽ hạ xuống mức 52-65%, nên chúng ta sẽ có cảm giác hơi khô hanh, nóng bức nếu như phải lưu thông ngoài trời. Không có được trạng thái tạnh giáo nắng hanh như ở miền Bắc, trong hôm nay và ngày mai, toàn bộ Trung Bộ vẫn chịu tác động chính và trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua, vì thế ở đây sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực có mưa dông nhiều sẽ là vùng từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên. Cục bộ có nơi mưa to, thậm chí là rất to, với lượng mưa là từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở Trung Bộ không cao, hầu hết sẽ dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam sẽ liên tục thổi mây ẩm từ vùng biển phía Nam lên giải hội tụ nhiệt đới. Giải hội tụ nhiệt đới vẫn còn hoạt động mạnh nên trong đêm nay và cả chiều tối mai, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ vẫn có mưa dông ở nhiều nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh đi kèm nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý. Còn về nhiệt độ, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ là từ 27-30 độ, còn ở Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30-33 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1m50 đến 2m50. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.